Kính thưa quý vị, một vụ việc gây chấn động huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Kẻ thù ác chế tạo mìn, cướp đi sinh mạng của hai đứa trẻ. Điều đang nói, trước khi xuống tay trả thù sát hại hai sinh mệnh nhỏ tuổi, đối tượng đã dày công theo dõi và lên kế hoạch tinh vi suốt 2 năm trời. Rồi gây án xong, đã kịp dùng trí khôn xảo quyệt của mình, xóa sạch gần như mọi dấu vết. Và phải mất đến 2 năm sau đó, sát thủ gài mìn tại địa bàn xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ này mới bị lật tẩy từ những dấu vết mờ tưởng chừng như đã bị bỏ sót và dư luận gần như đã chìm đi. Hành trình 2 năm theo đuổi và phá án thành công với những gian truân khắc nghiệt, lắm khi tưởng là vô vọng của lực lượng công an tỉnh Đồng Nai cho thấy một tinh thần kiên cường và nỗ lực phi thường. Đó cũng chính là câu chuyện mà hành trình phá án kỳ này xin được trân trọng gửi tới quý vị. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng ông Lê Trọng Đạt sinh năm 1960 và bà Lê Thị Tình sinh năm 1966 ở ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, mỗi lần giở những bức hình còn sót lại của hai đứa con sống xuống lại ngậm ngùi. Một nỗi đau, một tảng đá đè lên ngực suốt 14 năm nay chưa bao giờ buông bỏ được, và có lẽ nó sẽ còn đeo đằng ám ảnh họ trong suốt phần đời còn lại. Bệnh viện cho xe cứu thương là đưa cũng cả bốn đứa con tôi đi lên bệnh viện Long Khánh cấp cứu. Thì sau đó đến 8-9 giờ sáng gì đó, tôi nghe tin báo về là cháu có đời. Rồi đến 2 giờ chiều thì nghe ở bệnh viện Nhi Đồng cũng báo là cháu Lê Thị Thánh Nga cũng qua đời luôn. Thế thì tôi thấy hai đứa con chết, còn hai đứa cũng bị thương cấp cứu, thì cái mất mát đau thương khó của gia đình. Hôm ấy, ngày 8 tháng 6 năm 2005, vợ chồng ông bà Đạt Tình như thường lệ tỉnh giấc để chuẩn bị cho đàn vịt ăn, sau đó sang căn nhà cũ gần dãy cao su để trút mù. Trên đường, ông Đạt bỗng phát hiện bên cạnh nhà có một bao tải lớn được buộc chặt. Tò mò, ông Đạt tháo dây và mở miệng bao ra kiểm tra, thì thấy bên trong có một số vật dụng và một chiếc cassette. Như thường lệ, móc mổ cao su khoảng 1 giờ đồng hồ là ông Đạt về căn nhà cũ rửa tay chân, thì chợt nhớ trong bao tải vô chủ mới nhặt được có chiếc đài cassette, liền mở bao tải ra cắm điện nghe thử. Tuy nhiên do cầu dao bị mất dây, mất điện nên ông lại đem cất vào tải. Khi xong xuôi mọi việc, ông Đạt lên xe trở về nhà, không quên đèo theo bao tải mới nhặt được. Giờ này mà chưa dậy ra hả? Mấy giờ rồi, biết không? Dậy thôi. Bữa giờ rồi. Dậy bấm lại đi ra. Dạ rồi, đợi tí. Đây bố ơi, mì tôm. Nấu xong bát mì bưng lên cho bố. Do nhìn thấy chiếc bao tải bố để gần đó nên tò mò mở ra xem. Ồ, cái gì đây bố? Chất xét mới là mày. Cái đài này con sử dụng được không? Đấy. Cho ông vô cắm thử nhé. Mấy đứa,
Dậy, 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 nha, nha. Dậy, ăn tối này hay lắm nè, mày không chơi không? Giao gọi tất cả các anh em của mình lại để cắm điện nghe thử cassette. Cầm chiếc phích cắm trên tay, Giao ấn vào ổ điện thì một tiếng nổ lớn phát ra, hất tung tất cả mọi thứ xung quanh. Ông Đạt đang ngồi ăn ở ngoài, vội vàng chạy vào. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, bốn đứa con, người bê bết máu nằm quằn quại dưới nền đất. Thời điểm đó ban đầu thì công an báo ra thì nghĩ rằng là người dân họ cơ mình nó phát nổ thôi. Chứ không có nghĩ là thì ngay lúc đó thì thời điểm đó tôi cùng với đồng chí Hòa là phụ trách bên cái kỹ thuật hình sự. Tôi là trinh sát trực tiếp của đội hình sự thời điểm đó. Thì hai tôi và đồng chí Hòa chở nhau vào tại hiện trường. Thì cái khung cảnh đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy thì cái hiện trường đó là nó ở một cái phòng ngủ phía sau một cái nhà cấp 4 của ông Đạt. Và tại cái hiện trường thì nền thì bị xới tung, máu rồi thịt văng đầy hai bức tường. Còn cái phía trần nhà thì chỉ bung hết tất cả các mái tôn. Và thời điểm này thì đang mưa lâm thâm. Sáng ngày 8 tháng 6 năm 2005, tôi nhận được báo cáo khẩn cấp của văn phòng, của phòng cảnh sát hình sự, của công an Cẩm Mỹ về một vụ nổ trái liên quan đến một nhà dân gây sát thương đối với một số cháu bé. Nhận thấy đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, tôi đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng với phòng kỹ thuật hình sự và công an huyện Cẩm Mỹ cùng với một số đơn vị nghiệp vụ khác tập trung xuống hiện trường để khẩn trương tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường. Ban giám đốc công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định loại chất nổ và cơ chế hình thành vụ nổ. Bước đầu, cơ quan điều tra đã phát hiện một ít hóa chất lẫn lộn trong đống đổ nát và nhanh chóng được xác định là thuốc nổ. Mặc dù những phần quan trọng cấu tạo nên đài cassette đã bị hư hỏng hoàn toàn, nhưng với cách đấu nối hệ thống điện cùng mạch điện vẫn còn đã giúp các điều tra viên khẳng định rõ vụ nổ này có người thực hiện, chứ không phải do cassette rơm hoặc bị cháy đập điện. Nhưng nếu vậy thì kẻ nào đã đặt thuốc nổ vào chiếc cassette và mục đích của hắn là gì? Qua thăm dò, giả soát người dân xã Lâm Dâu và các xã lân cận của huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thì không còn ai sử dụng loại máy này. Vậy bước đầu khi bắt tay vào vụ việc điều tra đã gặp phải rất nhiều trở ngại. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hung thủ tỏ ra khá am hiểu về sử dụng chất nổ. Chiếc đài cassette đã được hung thủ cài sẵn thuốc nổ bên trong. Sợi dây điện phía ngoài chiếc cassette chính là dây kích nổ. Khi Giao cắm phích vào ổ điện, mạch điện sáng thông và kíp nổ được kích hoạt khiến mìn nổ tung. Tuy nhiên, do cái vấn đề chủ quan là cái vụ nổ xảy ra thì trong cái phòng kín nên cái sức ép, nói chung là sóng xung kích nó rất lớn. Thì nói chung các vật dụng hầu như ngay cả cái máy cassette luôn, tức là nó sẽ nhỏ, nó bể nhỏ ra từng mảnh rất nhỏ. Mà để mà tất nhiên khi mà thu lại nó không sẽ đầy đủ được hết, nó sẽ bay văng mất rồi. Thì mà để ghép được, thì quá trình đó thì sau này thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Quá trình nhận định đánh giá để mình biết loại cassette là loại cassette nào, một học băng hay hai học băng, và của cái hãng nào, mới hay cũ, hầu như là mình khó để nhận định đánh giá được. Thời điểm xảy ra vụ án, huyện Cẩm Mỹ mới được thành lập hơn một năm, còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều vùng chưa có điện lưới quốc gia để sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp chủ yếu theo hướng tự phát. Với quyết tâm sẽ phá bằng được vụ án làm chấn động cả một vùng quê này, đồng chí Nguyễn Phi Hùng lúc đó là Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trưởng ban chuyên án đã trực tiếp chỉ đạo phá án. Lúc này đã có thông tin ở bệnh viện báo về, do vết thương quá nặng nên em Lê Trọng Giao 17 tuổi và Lê Thị Thanh Nga 10 tuổi đã chết trên đường tới bệnh viện. Hai em Lê Trọng Đoàn 12 tuổi và Lê Trọng Kết 15 tuổi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng. Và chuyên án chiếc cassette tử thần mang bí số 605N được xác lập.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp với Công an huyện Cẩm Mỹ khẩn trương xác định động cơ gây án, cùng cảnh sát vào cuộc truy tìm hung thủ. Tất cả những ý kiến đều được ban chuyên án ghi nhận, phân tích cụ thể. Sau nhiều ngày nghiên cứu, tổ đánh án nhận định hung thủ gây án đặt chất nổ vào trong chiếc cassette, chỉ nhắm vào ông Đạt để trả thù. Đặc biệt đối tượng đã phải theo dõi để nắm được quy luật đi lại của ông Đạt nhằm thực hiện hành vi phạm tội. Tôi đã có những cái nhận định ban đầu do cái thời điểm chuẩn bị là tổ chức cái bầu cử hội đồng nhân dân. Lúc này thì hình an ninh chính trị cũng có những cái vấn đề phức tạp. Cho nên tôi cho rằng là cũng cần phải yếu tố về an ninh chính trị không được bỏ qua. Vấn đề thứ hai đó, vì liên quan đến sát thương đối với các cháu bé. Cho nên là ở đây là tôi thấy không có khả năng về các cái vụ giết người cướp của. Cũng khó có khả năng về các cái vụ giết người do cái tình ái. Và các cái mâu thuẫn khác. Thì tôi chú ý đến những vấn đề có thể mâu thuẫn với cá nhân. Thực hiện cái chỉ đạo của ban chuyên án thì cái tổ trinh sát thời điểm đó bao gồm cả phòng hình sự, phòng cảnh sát hình sự và toàn bộ cái lực lượng hình sự của đội thời điểm đó thì khoảng mười mấy trinh sát là tập trung toàn bộ để nắm tình hình và triển khai các cái công việc liên quan đến cái mâu thuẫn, những cái mâu thuẫn trong sinh hoạt, rồi trong quá trình sinh sống và những cái mâu thuẫn về tình ái, về đất đai, về tranh chấp lối đi, tất cả những cái mâu thuẫn trong sinh hoạt của gia đình ông Đạt từ quá khứ vị lai tất đến cái thời điểm hiện tại thì các cái mũi trinh sát được dựng lên. Có một nguồn thông tin bất ngờ xuất hiện. Có người còn nghi ngờ ông Đạt tự chế bom để hại ai đó, nhưng chưa kịp ra tay thì con ông tái máy vào nên đã bị gậy ông đập lưng ông. Một chi tiết nữa cũng được các trinh sát cho vào tầm ngắm, đó là gia đình ông Lê Trọng Đạt vừa dọn nhà hôm trước. Các vật dụng trong bao mà thủ phạm để lại hiện trường có những đặc điểm phù hợp với tất cả các vật dụng nhà nạn nhân có. Bản thân các cái trinh sát khi tiến hành thực hiện các cái nhiệm vụ đó, thì cũng có suy nghĩ đến một cái việc là đây là những cái vật dụng do chính bản thân gia đình ông Đạt chuẩn bị để có những cái việc mà nó không may, nó dẫn đến con cái, nó dẫn đến nó không biết, rồi nó dẫn đến nó tự nó cắm bom vào, cắm máy cassette để nó nghe, để nó tình cờ nó phát như vậy. Thì lúc này, thời điểm này thì về nguyên tắc thì tất cả, mặc dù cái việc đó là cái việc là nó ít xảy ra, tức là khả năng đó thì nó rất thấp, tuy nhiên thì tất cả những cái giả thiết đó đều được đặt ra và đều được xác minh rất kỹ lưỡng. Tôi ngay từ ban đầu đó, tôi không đặt vấn đề lớn quá, đó là Trọng Đạt. Thì tôi nghĩ rằng không ai mà đi tổ chức cái âm mưu để giết con mình như vậy. Được. Dầu có giận cách mấy, đàn ông nó không ai mà đi mà dựng lên một cái hiện trường giả, đúng không? Đánh lạc hướng điều tra, để chuẩn bị thuốc nổ, chuẩn bị tất cả mọi thứ để gây ra một vụ nổ công khai mà sáng mình đã nhặt cái đó. Buổi sáng chính mình là cái người đã phát hiện đầu tiên. Tuy nhiên, nếu ông Đạt tự đặt bom, thì trong nhà phải còn lưu giữ số thuốc nổ nhất định còn lại. Nhưng qua công tác khám nghiệm còn lại, các điều tra viên, trinh sát, biển không tìm ra bất kỳ manh mối nào chứng minh ông Đạt chế tạo bom. Như vậy, khả năng ông Đạt tự chế bom hại ai đã bị loại ra khỏi diện nghi vấn của cơ quan điều tra. Bên cạnh việc xác minh các mối quan hệ của gia đình nạn nhân, thì nhiều đối tượng nghi vấn được xác minh. Đối tượng hình sự, cờ bạc, ma túy được gọi hỏi, nhưng chưa mang lại kết quả khả quan. Một tổ công tác đi kiểm tra hành chính các nhà trọ, nhà nghỉ, bến tàu, bến xe trên địa bàn được tiến hành rất khẩn trương nhằm xác minh trong thời gian gần đây có đối tượng nào có dấu hiệu bất minh hoặc khả nghi lại vãng đến địa phương, nhưng cũng chưa tìm ra được manh mối nào đáng chú ý. Sự quan tâm của dư luận cũng như sự sát sao từ Bộ Công an khiến cho áp lực ngày một lớn đối với ban chuyên án. Trong quá trình xác minh các mối quan hệ với gia đình ông Lê Trọng Đạt trước khi xảy ra vụ nổ,
có nổi lên một người hàng xóm trước đó đã có mâu thuẫn khá sâu sắc, tình nghi có khả năng người đàn ông này có động cơ gây án, cho nên cơ quan điều tra đã mời người đàn ông này lên để xác minh sự việc. Bên cạnh đó thì cũng còn thêm một anh nữa là anh Thành, thì anh này thì cũng có mâu thuẫn trong cái việc làm rẫy thôi, tức là quá trình làm rẫy thì anh Đạt anh có đốt rẫy thì có cháy lan qua cái rẫy của gia đình anh Thành, thì hai bên có xích mích mâu thuẫn thì có kiện cáo nhau ra công an xã. Tuy nhiên thì cái sự việc nó dừng lại đó. Và anh Thành với anh Đạt trước đây cùng công tác trong quân đội, trước đây cũng có thân thiết, nhưng sau khi cái sự việc xảy ra thì cái không còn thân thiết nữa, chứ cũng không đến cái mức độ nó gay gắt. Phải nói rằng khi xác định đây là vụ án do thủ tức mâu thuẫn sâu sắc tạo nên thì ban chuyên án đã phải rất sát sao, ra đi, ra lại tất cả các mối quan hệ mâu thuẫn từ họ hàng, bạn bè, đồng đội cũ và hàng xóm xung quanh gia đình ông Lê Trọng Đạt. Tuy nhiên, những mâu thuẫn đấy, một là đã qua từ rất lâu. Đám ma của hai cháu Nga và Giao thì họ vẫn có mặt chia buồn với gia đình nạn nhân, không có những biểu hiện bất minh và đặc biệt là họ có những bằng chứng ngoại phạm xác đáng. Vấn đề quan trọng hàng đầu đây phải tìm ra cái hướng về cái vấn đề mâu thuẫn. Đấy. Thế thì vấn đề mâu thuẫn thì ai là người mâu thuẫn? Đúng. Tất cả những vấn đề ai là người mâu thuẫn? Mâu thuẫn về vấn đề gì? Về tình làng nghĩa xóm, về đất đai, để về cái quan hệ xã hội, về tình ái đủ thứ. Đã. Nhưng cái mâu thuẫn nào là những mâu thuẫn lớn nhất? Mâu thuẫn nào mà để người ta gây ra những cái vụ tàn ác như vậy? Nó chỉ có những mâu thuẫn rất là gay gắt. Đã. Thì như vậy là nó phù hợp với cái nhận định ban đầu của ban chuyên án để của chúng tôi là gì? Đây là một vụ việc có dự mưu chuẩn bị rất kỹ, rất tỉ mỉ. Đã. Để nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra ngay từ ban đầu. Nếu chỉ mới nhìn vào các vật dụng còn sót lại tại hiện trường, thì người ta sẽ dễ dàng có những nhận định chưa chính xác, đó là bọn ăn trộm vặt hạt điều, máy cassette, bóng đèn điện, đèn pin, tuốc lơ vít hay chiếc áo. Nhưng có một điều, ăn trộm không thể nào đi trộm một chiếc máy cassette có chứa thuốc nổ ở trong. Bọn tội phạm không bao giờ nghĩ ra điều này. Đây chỉ có thể là âm mưu ám sát. Nó được chuẩn bị kỹ càng và nó khác với vụ trộm nhằm đánh lạc hướng của cơ quan điều tra. Rất nhiều nghi vấn giả thiết được đặt ra, nhưng các mũi trinh sát thâm nhập các tỉnh thành vượt hàng nghìn km ròng rã nhiều tháng liền, thì dấu vết hung thủ vẫn là một ẩn số. Hành trang mang theo của các trinh sát viên chỉ là những bức ảnh về tang vật của vụ án như chiếc bao tải, chiếc áo màu tím, đèn pin và vài ký hạt điều cùng những mảnh vỡ từ chiếc cassette đã bị xé nát tại hiện trường. Khi điều tra thì mới thấy là hạt điều ở cái khu vực Cẩm Mỹ nó khác. Cũng trong khu vực Cẩm Mỹ nhưng mà rồi là từ xã nọ sang xã kia nó cũng khác. Rồi là cái áo, rồi là các cái dây điện trong cái bao á. Thì chúng tôi tiến cử các cái, nói chung là các cái lực lượng trinh sát được chia ra tỉnh huyện phối hợp với nhau. Đó, tập trung điều tra theo các cái vật chứng mà để lại ở hiện trường. Đây là loại bao cám và nó đã ngưng sản xuất và lưu hành trên thị trường trước đó 2 năm rồi. Cho nên là hiện nay không còn ai bán cái đó nữa cả. Tức là những người sử dụng cái loại này đã ngưng sử dụng lâu rồi. Cái thứ hai nữa là về thời điểm đó thì có pin, con đèn pin, rồi có cái pin là con thỏ, thì cái thị trường ở khu vực đó cũng không có. Mà của khu miền Bắc thì cũng những cái giả thiết đặt ra và xác minh xem là những cái ai liên quan đến khu vực, những cái đối tượng nào, những cái người nào mà từ miền Bắc người ta đi di chuyển vào khu vực đó thì để mà có sử dụng cái này, thì cái việc này cũng rất là khó khăn. Tại vì khi mà cái địa bàn nông thôn, đèn pin thì người ta sử dụng nhiều, pin thì người ta cũng sử dụng nhiều, thời điểm đó thì chủ yếu là sử dụng pin đó, thì cái việc đó nó cũng không có tìm ra được cái nguồn gốc. Phải nói rằng, công tác truy tìm tang vật là sự sống còn của vụ án.
nó được ban chuyên án chỉ đạo một cách quyết liệt và rất cụ thể. Tuy nhiên, các đầu mối tang vật của vụ án hoặc là đã bị phá hủy hoàn toàn, hoặc là không tìm ra được nguồn gốc. Ngay cả chiếc cassette cũng chỉ được dựng lại qua lời mô tả của ông Đạt và các mảnh vỡ còn sót lại tại hiện trường vụ án. Tạm thời xác định đây là loại máy cassette hãng Sony của Nhật, có một hộp băng đĩa. Lúc này chỉ có thông qua lời khai của ông Đạt để làm rõ hình dạng và đặc điểm của máy cassette, vì chỉ có ông Đạt tiếp xúc với máy nhiều nhất. Vì hai đứa con của ông thì lúc đó không những đã bị thương rất nặng, mà thời gian tiếp xúc với máy cassette rất ngắn. Qua cái mô tả của ông Đạt thì chúng tôi đã trực tiếp chở ông Đạt đi tất cả những cái khu vực, những cái trung tâm kinh tế, những cái nơi mà mua bán cái máy cassette, các cái máy cassette thời điểm hiện tại đó trên địa bàn Cẩm Mỹ này, địa bàn Long Khánh, Xuân Lộc, các cái huyện xung quanh giáp ranh với Cẩm Mỹ, và mở rộng ra chúng tôi trong vòng gần 3 tháng trời ròng rã chúng tôi đi chở ông Đạt đến các cái tiệm. Và mỗi khi đến các cái tiệm đó thì đề nghị ông Đạt mô tả cái nó giống cái hình thù cái loại nào, thì hầu như là ông Đạt nói là không có cái loại nó tương đồng, nó tương đồng với cái vị trí này. Ban chuyên án đặt ra giả thuyết có thể đối tượng chỉ có mâu thuẫn với ông Đạt thôi chứ không phải con ông Đạt, nhưng mà thiệt hại quá lớn, hai người con đã chết, hai người bị thương nặng. Đây phải là đối tượng rất am hiểu tính tình cũng như sinh hoạt của gia đình ông Đạt thì mới có thể lợi dụng ra tay như vậy. Cho đến khi các trinh sát ra mổ của hai cháu Giao và Nga để thắp hương thì phát hiện có rất nhiều chân hương được cắm xung quanh mộ. Kiểm tra lại thì gia đình ông Đạt không thắp nhiều đến như vậy. Vậy ai là người đã thắp hương cho nạn nhân? Và giả thuyết được đặt ra là có thể kẻ thù ác lo sợ bị quả báo trước tội ác của mình nên đã bí mật đến thắp hương sám hối. Một tổ trinh sát lập tức được bố trí tại nghĩa trang 24/24 để theo dõi tác giả của những nén nhang đó, hòng tìm ra bóng dáng kẻ sát nhân. Thế là một tổ trinh sát là hàng đêm là khoảng cỡ 9-10 giờ là mật phục ở khu vực xung quanh mộ ngay nghĩa địa Hàng Gòn, là đêm đó mộ địa Hàng Gòn của thị xã Long Khánh. Thì mấy tháng ròng rã trời thì đồng chí phát hiện những người mà bình thường đi qua đi lại, người ta thắp nhang cho những cái người mà xung quanh đó, những cái người mà mới mất. Thì nghe được cái câu chuyện như vậy thì họ lại qua họ động lòng, họ thương nhưng họ qua họ thắp nhang thôi. Rất là nhiều người thắp nhang và mình loại trừ ngay cái việc đó, và cũng mất nhiều thời gian để mình xác minh cái thông tin này. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, các bằng chứng có thể nói lúc này là quá ít ỏi để xác định ai là kẻ tình nghi của vụ án. Cuối cùng sau một năm ròng rã điều tra, không một chút manh mối về hung thủ khiến vụ án dần rơi vào bế tắc. Hầu hết các trinh sát tham gia đánh án đều được tạm cử đi làm nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, vào chính lúc này lại xuất hiện một tình tiết bất ngờ nhằm lật tẩy gã nghi can đáng ngờ nhất. Vậy nghi can đó là ai? Có phải là hung thủ của vụ án này hay không? Mời quý vị, các đồng chí và các bạn đón xem phần 2 của chương trình Hành trình phá án vào giờ này tuần sau. Chuyên mục Hành trình phá án của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sau một năm ròng rã điều tra, hung thủ vẫn không một chút manh mối nào, vụ án dần dần bị xếp hồ sơ. Số điều tra viên, trinh sát tham gia đánh án đều được tạm cử đi làm nhiệm vụ khác. Nhưng vào lúc này lại xuất hiện gã nghi can đáng ngờ nhất. Làm thế nào để y lộ diện? Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem chương trình. Tôi chưa có lúc nào mà tôi bỏ vụ án đấy, đi vào quên lãng. Bởi vì cái hình ảnh nó gây cho các cháu, nó gây cho tôi những cảm xúc luôn luôn lúc nào phải nghĩ trách nhiệm của mình. Và chính điều đó chúng tôi đã tiếp tục đi. Và đi chúng tôi đã phát hiện những thông tin rất quan trọng. Trong quá trình sàng lọc các mối quan hệ của gia đình nạn nhân để truy tìm đối tượng, có một chi tiết được các trinh sát đặc biệt chú ý. Trong cuộc sống hàng ngày, ông Đạt có tính cách nóng nảy nên thường xảy ra to tiếng, mâu thuẫn với hàng xóm xung quanh. Tất cả các mối quan hệ mâu thuẫn, xung đột trên đều được cho vào diện nghi vấn. Nhưng muốn xác minh thì phải cần thời gian, và trong đó đặc biệt nổi lên là ông Đỗ Minh Hải, sinh năm 1954, nhà ở sát dãy, có quan hệ căng thẳng nhất với ông Đạt trước khi vụ nổ kinh hoàng xảy ra.
Ngọn nguồn nguyên do là bởi gia đình ông Đạt có mua một lô dãy ở phía sau nhà ông Hải và thường xuyên để nước phân lợn tràn sang dãy nhà ông Đạt. Ông Đạt nuôi lợn bốc mùi hôi thối sang nhà ông Hải nên hai gia đình thường xuyên xảy ra cãi vã. Gia đình tôi chăn nuôi heo ở dưới đó thì tôi đưa con tôi đi thi thì tôi để chuồng trại không có ai canh giữ cả. Thì đến chiều nó xảy ra nó chết mấy con heo và gà vịt. Thì tôi thấy thế này tôi mới nghi là có người bỏ thuốc độc vào heo ăn chết và gà vịt chăn nuôi là chết lăn coi ra chết. Thì tôi cũng không quả quyết cho ông Đỗ Minh Hải nhưng tôi lên tôi báo với trưởng công an xã Long Giao. Nghi ngờ ông Hải bỏ thuốc hạ độc, ông Đạt đã viết đơn tố cáo ông Hải ra công an xã nhưng do không đủ cơ sở buộc tội nên vụ việc vẫn tiếp tục điều tra. Bị hàng xóm nghi ngờ, ông Hải liền rào con đường chạy trước cổng nhà, khiến ông Đạt không thể chở phân bón cây giống vào trong dãy được, nên ông Đạt đã phá hàng rào. Từ đó bên này rào, bên kia phá, ròng rã nhiều tháng liền. Đất của tao. Đừng nhưng mà đây là đường xuống rẫy của tôi mà. Đường, nó là để đi chứ không có được, mày không được chuyên chở gì hết. Ông đợi đó, tôi đi thưa ông bây giờ đó. Ông đi thưa, tôi đi hầu. Đất thưa của tôi thì sao? Ông tránh ra cho tôi đi. Tôi không tránh, đất của tôi giờ tôi không cho ông đi, tôi không cho ông đi. Quan hệ căng thẳng nhưng không ai chịu ai. Đầu năm 2003, ông Đạt làm đơn kiện ông Hải ra tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ về việc chiếm dụng lối đi và tòa án tuyên ông Hải phải trả lại lối đi cho ông Đạt. Vợ chồng tôi cũng ra đi rào đường rồi cũng cả thằng lớn nó lúc đang còn. Nó cũng ra nó đi rào đường rồi vi bắt thân mật lại hỏi bố chứ sao anh lại rào đường với em như thế này. Nó bảo sao anh không báo em trước cho nên em bức xúc thì em không có mấy câu nói gì chửi thề với anh thôi cho em xin. Nó biểu cái khi nó tao tức lắm ấy. Tưởng đâu là công việc như thế là xong xuôi yên ổn rồi. Chính xác mới hiểu. Vì sao mà tôi chú ý đến mối quan hệ của Đỗ Minh Hải và là Trần Đạt. Mà Trần Đạt là lính của Đỗ Minh Hải. Từ khi Lê Trần Đạt đi về đấy, hai người đã về hưu với nhau. Đó. Nhưng mà Đạt về ở gần nhà của Hải trên con cái đúng không? Đó, qua lại mâu thuẫn mà thư kiện đưa ra cả vấn đề tư pháp, vấn đề xã, vấn đề tòa án thì nó gây cho người ta cái sự bức xúc khủng khiếp lắm. Cho nên cái nhận định đó là cái nhận định có cơ sở chứ không phải nhận định suông. Đó. Nhưng để làm ra vấn đề đấy, nó đòi hỏi không phải một ngày vừa. Hiện trường và chứng cứ hầu như đã bị xóa sạch. Các mối quan hệ xã hội của nhà nạn nhân rối rắm phức tạp, trong khi kẻ gây ra án lại quá cao tay, gian xảo, không để lại dấu vết, khiến việc truy tìm hung thủ khó tựa mò kim đáy bể. Liệu ban đánh án có vạch mặt được kẻ thủ ác? Trong ngày cử hành tang lễ, cháu Giao và Nga, ông Hải còn qua phúng viếng đến chia buồn với gia đình ông Đạt. Hơn nữa, trong suốt quá trình điều tra, cơ quan công an mời lên làm việc thì ông Hải đều tỏ ra rất bình thản. Trong đám tang, cử chỉ thái độ hết sức đau buồn và rất phẫn nộ vào kẻ gây án. Những ngày sau đó ông đi khắp xóm xỉ vả kẻ đặt bom và cứ vài ngày một lần lại sang nhà nạn nhân động viên an ủi. Sau khi xảy ra chuyện ấy thì ông lại rất thân thiết với mình. Ông mới đi đâu ông gặp mình thì mình chưa chào thì ông lại đã chào trước, ông hỏi trước. Ông hỏi trước rồi ông cứ em à đi đâu đấy thì ông lại cười. Rồi đi chợ hả? Rồi ông lại rủ bảo là thôi xuống đây anh để cho mấy mét đất để làm nhà để mà ở cho có anh có em. Chứ bữa sau cái ông này sao tự nhiên ông lại đổi tính thế này. Trước chưa xảy ra nạn thì ông lại coi mình không ra cái gì hết. Mình chào ông không có trả lời. Thế hôm nay sao ông lại đổi tính thế này. Thế là tôi mới nghi ra thì bữa thôi cái vụ việc này là chắc chắn là ông này ông nó sẽ
làm cái vụ việc này rồi ông hân hận đây. Ngay sau khi biết được cái sự việc này thì ông này là một người hàng xóm láng giềng, ông qua cũng phục vụ đám ma rồi đi viếng các cháu và thực hiện như những người bình thường tại đám ma, không có một bất cứ một cái biểu hiện gì lạ về mặt tư tưởng hay là về mặt biểu hiện sợ hãi hay là một cái, không có một cái chi tiết gì bộc lộ ra. Và rõ ràng là từ và những cái vật dụng mà để lại tại hiện trường thì qua trinh sát khu vực nhà của ông Hải bằng nhiều cái biện pháp trinh sát thì cũng không có tìm thấy được cái mối liên quan gì. Không có mối liên quan gì từ cái bao sắt rắn, từ cái dây điện cho đến tất cả những cái vật dụng sinh hoạt, đặc biệt là cái máy cassette. Thì rõ ràng là không có cái thông tin nào để tiếp cận và để xác định rằng là những cái vật dụng này có liên quan đến ông Hải. Thế nhưng có một điểm nghi vấn được các trinh sát phát hiện và đặc biệt chú ý. Đó là vào sáng ngày 6 và 7 tháng 6 năm 2003, ông Hải chở con đi thi tốt nghiệp cấp 3 ở thị xã Long Khánh. Trưa là đón về, chiều lại tiếp tục như vậy. Nhưng trong ngày 8 tháng 6, hôm xảy ra vụ nổ, ông Hải đưa con đi thi đến tận chiều mới về. Khi các trinh sát đấu tranh với ông Hải về vấn đề này, thì ông Hải cho biết là buổi cuối nên ông đợi con thi xong rồi đón về luôn. Trên thực tế là cái việc ở lại luôn thì cũng không có một cái người nào, cơ sở nào chắc chắn là xác định là tại cái thời điểm xảy ra vụ án mà Hải đang ngoài thị xã Long Khánh. Tại vì chị nói là Hải là ở lại luôn thôi chứ còn là ở một mình ở cái nơi không ai biết. À, tức là cái nơi có người nhưng mà người ta không để ý. À, mà từ Long Khánh mà nhờ là mà về tại Long Giao á, thì rất gần. Cho nên là vẫn có khả năng là Hải có thể về được. À, để mà thực hiện cái vụ nổ. Trong những lần làm việc với cơ quan điều tra, chính sự trả lời mạch lạc, đưa ra những lập luận logic không để lại sự nghi ngờ gì của ông Đỗ Minh Hải đã khiến các trinh sát để ý. Mặc dù cơ quan công an đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm chứng cứ, nhưng vẫn chưa lần ra được manh mối then chốt của vụ án. Một lần nữa, vụ án tưởng chừng lại rơi vào bế tắc. Có những vấn đề mà cơ quan điều tra đã có. Đó. Nhưng để mở ra cái chìa khóa đó phải cả một quá trình. Đấy. Chứ không phải là để khi vụ án đó là bế tắc gọi là xếp hồ sơ. Đó. Trong hoạt động điều tra chúng tôi vẫn có những biện pháp. Đó. Sự công khai đã có những vấn đề bất lực. À, thì các biện pháp công tác khác phải được triển khai dày đặc hơn. Đấy. Và cũng chính vì vậy, tôi chưa bao giờ bỏ vụ án đó. Tôi là thủ trưởng cơ quan điều tra, là người trực tiếp làm trưởng ban chuyên án đấy. Tôi chưa có lúc nào mà tôi bỏ vụ án đấy, đi vào quên lãng. Vụ án dường như đã bị khép lại, nhưng cái chết đau thương của hai cháu bé và trách nhiệm nghề nghiệp cứ ám ảnh. Thôi thúc khiến những cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội công an tỉnh Đồng Nai quyết tâm phải tìm ra sự thật. Tuy nhiên thì các hướng điều tra nó đều rơi vào bế tắc. Rơi vào bế tắc ở chỗ là gì? Nó không, mặc dù rất chi tiết, rất nhiều công sức, rất nhiều biện pháp, nhưng mà cái tìm ra cái sợi dây liên hệ là nó hoàn toàn không có. Và sau đó thì cái sự tính toán bằng một cái việc là điều tra rộng hơn về cái mối quan hệ của ông Hải, và mấu chốt để phá án là phải nằm từ cái chỗ cái máy cassette. Và ban chuyên án nghĩ rằng đây là cái mấu chốt quan trọng nhất, và tìm được, phải xác minh cho được là ông Hải, ông Đỗ Minh Hải có sở hữu cái máy cassette này hay không, và nếu có sở hữu thì mua ở đâu, thông qua cái mối quan hệ nào. Và cái này là để chỉ ra một cái hướng điều tra mới.
Một tổ trinh sát lại tiếp tục lên đường chở ông Đạt đi khắp các ngõ ngách từ Đồng Nai lên thành phố Hồ Chí Minh để tìm các chuyên gia giải mã chiếc máy. Một mặt, tổ công tác theo dõi di biến động của ông Hải. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, ông Đỗ Minh Hải không để lộ bất cứ thông tin nào. Y vẫn có những bằng chứng ngoại phạm và không có bất kỳ chứng cứ nào buộc tội nghi can cả. Tuy nhiên, tại thời điểm này có một thông tin quan trọng được các trinh sát viên tìm ra. Đó là bắt nguồn từ một chi tiết rất nhỏ. Trong một lần tình cờ, trinh sát phát hiện ra hàng tháng, Hải cứ mỗi lần lĩnh lương xong là lại bưu điện chuyển toàn bộ lương hưu về một địa chỉ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, trong khi bố của ông Hải đã mất 2 năm trước, còn mẹ thì đang ở tại huyện Cẩm Mỹ. Vậy ai là người nhận được số tiền này? Chúng tôi cử một tổ trinh sát, tức là Hải có mối quan hệ với một người ta phải gọi là già nhân ngãi mà non vợ chồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Thế thì chúng tôi lên tại trên đây và cái người bà con của Hải ở trên đây thì chúng tôi điều tra. Thì do là Hải đã có chuẩn bị đối phó từ trước, cho nên tất cả là dàn xếp hết. Thì tất nhiên chúng tôi phải áp dụng tổng hợp các cái biện pháp nghiệp vụ. Khi được xác minh thì người nhận số tiền đó chính là vợ hai của ông Hải cùng với 2 người con. Tháng nào ông Hải cũng lên thăm nom. Tuy nhiên, làm cách nào để người vợ hai này hoặc những người bà con của chị ta khai báo thì lại là cả một quá trình tiếp theo. Tuy nhiên, phát hiện này có thể coi là đầu mối của vụ án. Nhưng làm thế nào để tiếp cận được với người vợ hai này để khai thác thêm những chi tiết quan trọng của vụ án thì cần phải suy tính. Khi mà tìm ra cái cô vợ bé đó, tìm ra cô vợ bé thì mới lần ra cái xét này, thì trinh sát báo với tôi rằng là cái diễn biến của vấn đề cái xét đó và Đỗ Minh Hải coi như là đã có những cái phản ứng để tìm cách xóa cái dấu vết đó, để tìm cách thông cung để dựng lại lời khai của những người thân trong gia đình, những người biết việc. Có sự tính toán rất kỹ lưỡng về mặt nghiệp vụ. Và sau này thì mình đã thuyết phục được người em vợ là cung cấp những cái thông tin là cực kỳ quan trọng. Đó là đã xác nhận, đã khai thác được rằng là chính ông này, ông đã, khi ông Hải ông mua cái máy cassette này vào thì có đưa về tại nhà của vợ của ông Hải, và thời điểm ông mua đó thì người em của em vợ của Đỗ Minh Hải đã chứng kiến được và mô tả lại cái máy cassette mà ông Hải mua, và nó hoàn toàn phù hợp với cái hình dạng đặc điểm của cái máy cassette mà ông Đạt là bị hại đã mô tả. Kế hoạch gây án công phu và tỉ mỉ, luôn có nhiều cách đối phó với cơ quan điều tra. Thậm chí lái hướng điều tra sang hướng khác để giúp Đỗ Minh Hải thoát tội. Song chính vì quá cáo già nên hung thủ đã biến mình thành đối tượng tình nghi số 1 của vụ án. Tuy nhiên, phải mất hơn 2 năm điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra mới có thể kết tội hắn. Lúc này ban chuyên án quyết định ra lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Minh Hải, nhưng bằng việc gửi giấy triệu tập hắn lên Ủy ban Nhân dân xã Long Giao làm việc. Ban chuyên án đặt ra là trong vòng 7 ngày là phải đấu tranh để làm sao để cho đối tượng Đỗ Minh Hải phải thừa nhận cái hành vi này. Đó là một cái nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với cái tổ
trinh sát cũng như là lực lượng điều tra thời điểm đó xác định rõ đây là một đối tượng đã thực hiện cái hành vi phạm tội, và cái sự đối phó rất tinh vi, kể cả cái việc mà chuẩn bị phòng bị rồi lời khai của người thân cũng như lời khai của bản thân trong quá trình suốt 2 năm mấy tháng làm việc, thì đối tượng không bộc lộ bất cứ một cái thiếu sót, một cái sơ hở nào cả, cho nên không dễ dàng để đối tượng Đỗ Minh Hải khai nhận ra cái hành vi phạm tội này. Ngày 4 tháng 9 năm 2007, sau hơn 2 năm xảy ra vụ án, Hải bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ sử dụng chất nổ để giết người. Khám xét nhà đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ các vũ khí mà đối tượng này chôn giấu tại vườn nhà là một khẩu súng thường tấn công AR-15, một khẩu AK không báng cùng một hộp tiếp đạn, một khẩu súng lục K-54 và một băng đạn. Đặc biệt, cơ quan điều tra thu được những bằng chứng quan trọng về việc người này có mua chiếc máy cassette tại Thành phố Hồ Chí Minh, khiến cánh cửa của vụ án dần được mở. Mấu chốt quan trọng nhất là chúng tôi thu thập được cái cuốn sổ chi tiêu gia đình. Thì trong đó mà có một cái khoản chi tiêu vào cái khoảng thời gian là phù hợp với cái khoảng thời gian mà cái số tiền mà Hải mua cái máy cassette, khoản tiền là 280.000, và sau này khi chúng ta đấu tranh nó phù hợp với cái lời khai của cái người em của Đỗ Minh Hải trước đây, đã chúng ta đã thu thập được là có mua với cái giá trị như thế, và cộng với những cái đó thì đó là những cái tài liệu để đấu trực tiếp đến khi Đỗ Minh Hải thừa nhận cái hành vi. Tại cơ quan công an, bằng những tài liệu chứng cứ thu thập được qua một thời gian đấu tranh, các điều tra viên đã bắt giữ đối tượng Đỗ Minh Hải cúi đầu nhận tội. Vốn am hiểu về bom đạn từ thời trong quân ngũ, nên Hải dễ dàng chế tạo mìn. Trước thời điểm xảy ra vụ nổ 2 năm, vào khoảng năm 2003, Hải mua một chiếc cassette làm bình phong và cũng là mồi nhử cùng với 4 thỏi thuốc nổ TNT, 4 kíp nổ và một số đồ vật khác lượm được từ nhiều nơi. Khi đã chuẩn bị đầy đủ, Hải đem cất vào tủ riêng, cấm tiệt vợ con vào buồng sờ mó đồ đạc khi ông ta đi vắng. Ngày 7 tháng 6 năm 2005, biết tin gia đình ông Đạt sẽ chuyển về nhà mới ngay sát nhà mình, Hải quyết định kế hoạch cài bom để sát hạ ông Đạt. Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 8 tháng 6 năm 2005, hắn bí mật đem chiếc bao có dấu quả mìn đến nhà cũ của ông Đạt để lại, sau đó ra về. Mọi việc chỉ diễn ra 15 phút, diễn ra trong tối, nên ngay cả vợ con hắn cũng không hề biết. Nhưng khác với tính toán, người châm ngòi nổ lại là những đứa trẻ vô tội, chứ không phải là kẻ thù số 1 của hắn. Và đến 6 giờ 20 thì đưa con đi thi. Để đi thi lên trường Nam Văn Hiến ở Long Khánh, thì khoảng gần 7 giờ 15 thì có tin là nghe là ông Đạt nổ. Thì ông bảo là không đạt không chết, mà chết hai đứa con, thì tôi cũng rất là ân hận phối hợp. Tôi thấy việc làm như vậy là sai với cái pháp luật. Người chỉ huy khi có những cái thông tin, có được những vấn đề để mà là mấu chốt và phát triển, người ta họp cả ban chuyên án. Ban chuyên án đó gồm có trưởng phòng hình sự, phó phòng hình sự, các đội nghiệp vụ và lãnh đạo của phòng kỹ thuật hình sự, lãnh đạo của công an huyện nơi đó và những đơn vị có liên quan, người ta phải trưng cầu khi ta mời cả ở trên xuống, trên bộ xuống.
và cần thiết người ta cũng mời cả quân đội để người ta tham khảo ý kiến, rồi mời cả an ninh tham gia, rồi mời cả các huyện để tham gia để cùng có ý kiến đấy, chứ không có riêng gì một chỉ nào cả. Cho nên là nói để điều tra một vụ án đồng chí nào đó có thể nói rằng là đây là của tôi cũng không phải. Đấy là cái sự tập trung cao độ của tất cả các lực lượng tổng hợp. Đấy. Nhưng trong đó có những người được sử dụng đặc biệt để làm những nhiệm vụ đặc biệt. Với hai tội danh giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Đỗ Minh Hải trong hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm đều kết luận hung thủ phạm tội ác nghiêm trọng, cần phải loại trừ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội nên đã tuyên án tử hình. Ngày 22 tháng 6 năm 2009, Hội đồng thi hành án hình sự tỉnh Đồng Nai đã tiến hành án tử hình đối với đối tượng Đỗ Minh Hải. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, vụ án khép lại song đã để lại nhiều bài học cảnh giác cho người dân cũng như chính quyền địa phương trong công tác giải quyết các mâu thuẫn nội bộ ở cơ sở. Chỉ vì việc tranh chấp lối đi mà ông Đỗ Minh Hải đã giáp tâm giết hại người hàng xóm từng là đồng đội của mình để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, hai người chết, hai người bị thương. Đây là một chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Đồng Nai, đem lại niềm tin với nhân dân. Chuyên mục Hành trình phá án kỳ này của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn. Khoảng 18 giờ chiều ngày 31 tháng 10 năm 2003, cả khu tập thể lữ đoàn 971, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội kinh sợ khi nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Một cảnh tượng tang hoang và đau xót đã hiện ra. Vụ nổ khiến 3 người chết và 1 người bị thương nặng. Tất cả đều là thành viên gia đình của anh Nguyễn Văn Viện. Nguyễn Văn Thơ, sinh năm 1987, em họ của anh Viện bị thương nặng. Riêng anh Nguyễn Văn Viện phải đi làm ca nên rời khỏi nhà trước đó khoảng 1 tiếng. Một thảm án hy hữu, một hiện trường vô cùng thương tâm đã tác động không nhỏ đến tâm lý của những người điều tra. Không phải riêng những cái vụ như thế này mà có thể nói là những vụ liên quan đến giết người thì cái dư luận người ta đòi hỏi cũng rất lớn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về cái tình cảm, về cái lương tâm của con người, thì khi mà tổ chức điều tra những cái vụ việc như thế này thì anh em cũng hết sức rung động, hết sức xúc động và cũng rất là chia sẻ. Thế thì ở đây thì khi mà chúng tôi bắt đầu tiếp nhận những thông tin ban đầu thì cái hậu quả đầu tiên mà anh em nhận thấy là nó cũng rất nặng nề. Thế và thưa chị là ở đây có những người lớn, có những trẻ em, thế thì có thể nói là cái bức xúc về dư luận, về lương tâm, về cái tình cảm con người rất là lớn. Vụ nổ xảy ra trong khu tập thể cán bộ công nhân viên quốc phòng nên ban đầu được cơ quan hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý. Nhưng do nhận thấy có nhiều dấu hiệu của vụ án hình sự, các nạn nhân lại không thuộc lực lượng vũ trang. Do đó, cơ quan điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng đã chuyển lại cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội giải quyết. Sau khi nhận bàn giao vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã xuống hiện trường tại Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội. Hiện trường vẫn được Công an huyện Sóc Sơn bảo vệ. Khi tôi nhận lệnh điều động của đồng chí trưởng công an huyện thì chúng tôi là những người xuống hiện trường sớm nhất. Thế đến hiện trường thì tôi từ ngày tôi vào công an cho đến ngày hôm ấy chưa bao giờ tôi chứng kiến được một cái hiện trường khủng khiếp như vậy. Đồng chí Nguyệt, trưởng công an huyện cho biết đã báo cáo đồng chí Phạm Chuyên và đội trọng án do đồng chí Nguyễn Đức Trung, đội trưởng, đang trên đường đến công an huyện Sóc Sơn và yêu cầu đội cảnh sát hình sự bảo vệ hiện trường chờ đội trọng án lên phối hợp cùng khám nghiệm hiện trường. Vì tiếp nhận vụ án sau khoảng một thời gian nhất định, nên đây cũng là một trong những khó khăn của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Sau nhiều năm trôi qua, những ấn tượng về vụ thảm án vẫn còn là điều làm cho những người ở đây bị ám ảnh. Hôm ấy là buổi chiều vào tầm 5 giờ, hơn 5 giờ một chút. Đấy thì
thì tôi đang cho con gái là ăn bột ở bên nhà hàng xóm cùng dãy, thì là nghe tiếng nổ, thì là mọi người kêu lên là coi như là có nổ bình ga, thì là vợ tôi và đứa cháu đang nấu cơm ở nhà bên cạnh, thì tôi mới bỏ con ở bên nhà hàng xóm mà tôi chạy vào, thì nghe tiếng em nhàn kêu mọi người các bác ơi cứu con tôi với, thì tôi lúc ấy là trong nhà khói mù mịt, không nhìn thấy gì, nhưng mà lúc một lúc sau thì là tôi định chạy vào, nhưng vợ tôi nghe bảo là cứ từ từ không có điện, thì tôi nghe tiếng chị nhàn kêu nhiều quá, tôi mới xông vào, thì tôi mới nhìn thấy là chị nhàn đang làm cục ở dưới nền nhà, thì là đè lên đứa con bé, thì là lúc ấy tôi vào tôi bê một cái là cả hai mẹ con ra ngoài sân, lúc ấy là tôi tưởng là đứa bé nó đã chết, thì tôi để cháu ở lại giữa sân và tôi mang chị nhàn và đứa chị nhàn đi cấp cứu cùng một đứa cháu. Vụ thảm án khiến bốn người ở hiện trường, thì ba người chết, một người bị thương nặng. Căng thẳng và bế tắc ngày càng được đẩy lên khi nạn nhân Nguyễn Văn Thơ, người được cho là có thể nắm rõ thông tin về gói quà, thì vẫn đang nằm trong khoa cấp cứu của bệnh viện Sóc Sơn. Do vết thương quá nặng nên Thơ bất tỉnh nhiều giờ. Một không khí vô cùng buồn bã và nặng nề diễn ra trên vùng quê yên bình, càng làm cho lực lượng điều tra thấy rằng trên vai mình đang gánh một công việc hết sức khó khăn. Cùng với công an huyện Sóc Sơn, lực lượng điều tra đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Nhiều tổ công tác được tung đi để xác minh ban đầu. Có thể nói rằng, công an huyện Sóc Sơn đã rất tích cực trong công tác phối hợp nhằm đẩy nhanh quá trình điều tra, vì ngay lúc này, dư luận xã hội thực sự là một áp lực rất lớn. Đây là vụ án cách hiện trường quốc lộ, cách quốc lộ 3 khoảng 200m. Và từ việc tiếng nổ gây như thế, náo loạn khu vực dân cư, đồng thời nó ảnh hưởng đến trật tự giao thông. Tuyến quốc lộ 3 chạy qua khu vực hiện trường thì coi bị tắc khoảng 2 cây số. Chúng tôi phải báo cáo đồng chí trưởng công an huyện huy động tất cả các lực lượng đến để giải tỏa giao thông. Từ cái tính chất như vậy cho nên cái dư luận này nó đã lan tỏa rất nhanh đến các tỉnh xung quanh huyện Sóc Sơn, cho nên dư luận là gây hoang mang rất lớn trong quần chúng nhân dân. Vì vậy cũng là áp lực rất lớn với chúng tôi, làm thế nào để điều tra nhanh, tìm rõ đối tượng để trả lời dư luận nhân dân. Dù hiện trường những vụ cháy nổ thường gây khó khăn cho công tác kỹ thuật hình sự, thế nhưng với quyết tâm cao và những đánh giá cẩn trọng, tỉ mỉ, khách quan, khoa học, lực lượng kỹ thuật hình sự đã tìm ra những dấu vết vật chứng rất quan trọng. Với quyết tâm để làm chứng minh, để làm rõ cái hành vi phạm tội của các đối tượng, thì chúng tôi đã quyết tâm để tìm ra được những dấu vết vật chứng, làm sao mà để xác minh được cái nguyên nhân xảy ra sự việc và tìm hung thủ cách nhanh nhất. Chúng tôi xác định đây là cái vụ nổ xảy ra mà trong qua cái dấu vết để lại hiện trường, tức là các mà cái điều mảnh vỡ ở trên tường, cũng như mở rộng hiện trường tôi thu được một số mảnh nhựa ở găm ở cây chuối. Với những cái đấy vật chứng để lại mà tôi xác định đây là cái vật nổ, nhiều khả năng là do một cái đài cassette loại nhỏ gây lên, sau đó chạy bằng pin con thỏ. Thì qua đấy chúng tôi đã dựng được cái đài vật là cái vật nổ của vụ nổ này. Không những đối với lực lượng khám nghiệm mà ngay cả với cơ quan điều tra thì những vụ việc như thế này gây ra những khó khăn. Những điều tra viên và trinh sát của Phòng Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội và Đội Hình sự Công an huyện Sóc Sơn đã rà soát khu vực hiện trường. Công an huyện Sóc Sơn nhận nhiệm vụ rà soát trên tuyến quốc lộ 3 đi Thái Nguyên. Với kinh nghiệm làm án, câu hỏi được đặt ra ngay lúc này là vấn đề con người. Khi giải quyết những vụ án mà có liên quan đến thuốc nổ, chất nổ, thì chúng tôi cũng đặc biệt phải quan tâm đến cái vấn đề về yếu tố con người, vì đây cũng không phải, đây là một cái loại hình đặc biệt, cái loại hình này cũng không thể đối với từng người một mà có thể là cá biệt một số người mới có thể thực hiện được những việc đó, thì đây cũng là một cái việc quan tâm. Nhiều cuộc họp đã diễn ra, dù là trong chớp nhoáng nhưng vô cùng quan trọng để ban chuyên án tổng hợp thông tin và đưa ra những sự phân tích xác đáng. Những câu chuyện thu nhặt lộn xộn nên cần có sự sâu chuỗi và nhận định sàng lọc kỹ càng. Những người làm án đã phải căng mình nhiều giờ để dựng lên chân dung của hung thủ, dù những hy vọng vẫn rất mong manh.
Ngay lúc này, anh Nguyễn Văn Viện cũng bị chấn động mạnh do sự ra đi hết sức đột ngột của người thân. Một sự mất mát quá lớn, không gì bù đắp nổi. Không để một giây phút nào trôi qua vô ích, các điều tra viên tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ liên quan khi kết quả khám nghiệm hiện trường được kết luận cụ thể. Có thể nói hình thức gửi bom thư của hung thủ thường nhằm mục đích trả thù cá nhân. Vậy mâu thuẫn nào là nguyên nhân gây ra cái chết cho những người này? Vì tiền, vì tình hay tư thù cá nhân lên đến đỉnh điểm. Nhưng dù vì bất kỳ lý do nào đi chăng nữa cũng không thể bào chữa cho kẻ gây án máu lạnh. Các tổ công tác chia nhau tìm hiểu về các mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt quan hệ của Nguyễn Văn Viện. Qua rà soát, tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân, anh Nguyễn Văn Thắng là sinh viên, em trai ruột của Nguyễn Văn Viện, vợ anh Viện là chị Trần Thị Nhàn. Các điều tra viên vẫn chưa thấy sự xuất hiện của những mâu thuẫn nào có thể gây nên sự trả thù mù quáng và dã man như thế. Lúc đầu thì ghi thì tiến hành ghi được hai anh Viện thì chúng tôi có hỏi rất nhiều những mối quan hệ. Thì ban đầu là anh ấy không nhớ và anh ấy chỉ nói là không có cái mâu thuẫn gì khác. Và chúng tôi xoáy vào rất nhiều cái mâu thuẫn trong cuộc sống, mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn bạn bè. Thì nói chung anh ấy nói là anh trả lời chúng tôi là không có cái mâu thuẫn gì cả. Thì mãi sau này thì sau anh ấy chắc là anh ấy nhớ ra, anh nhớ ra là có một cái tình tiết là có một cái mối quan hệ với này chị Lan ạ. Ở trên Thái Nguyên là ngày xưa là có quá trình là yêu đương nhau. Đấy, sau đó mình toát ra cái nội dung vậy. Đấy, sau đó là bản chuyên án cùng với phòng PC16 của đội trọng án, trong đó có anh Trung, anh Đức Trung là đội trưởng và anh Thọ đội phó, nó lên trực tiếp cùng với đội cảnh sát hình sự. Chúng tôi là giả soát và tiến hành giả soát các đối tượng. Trong quá trình tổ chức điều tra, những manh mối đầu tiên là vấn đề tình cảm của anh Viện và chị Lan. Thông tin ban đầu này được anh Viện cho biết có người gọi điện thoại cho anh nói là bạn trai của chị Lại Thị Kiều Lan, người từng yêu anh Viện từ năm 2000, nhưng hai người đã chia tay cuối năm đó. Trước đây đã có vài lần anh Viện đưa chị Lan về nhà mình ở Sóc Sơn với gia đình bằng xe máy. Ban chuyên án có một niềm tin rằng thời gian để phá án đang đến gần. Quãng đường từ Hà Nội lên Bắc Cạn vào thời điểm năm 2003 là khó khăn vất vả, nhưng các điều tra viên đã hết sức khẩn trương để điều tra đối tượng. Qua điều tra, cán bộ điều tra biết rằng chị Lại Thị Kiều Lan hiện là nhân viên kế toán của một công ty khoáng sản. Từ đầu năm 2003, Lan có quan hệ yêu đương với Ngô Mạnh Hùng, nhân viên của một công ty tư vấn xây dựng. Hai người chung sống với nhau tại nhà của Hùng ở thị xã Bắc Cạn. Cái vụ án này nó là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Thế nên là khi mà chúng tôi tổ chức điều tra và truy tìm được hai cái đương sự, hai cái đối tượng này lên thì có thể nói là cũng các cái đối tượng rất ngoan cố, chứ không hề bộc lộ một cái gì ban đầu. Kể cả về tình cảm, về thái độ cũng rất là khó đoán. Và cuối cùng là các đối tượng cũng thừa nhận là có đi từ trên Bắc Cạn về địa bàn của Hà Nội, về Thái Nguyên. Thì thực tế mà nói Sóc Sơn với Thái Nguyên là giáp nhau qua cái cầu là đến địa bàn của Thái Nguyên. Thế thì khi mà tìm được những cái cơ sở, có những cái cơ sở về cái việc đó và rơi vào đúng buổi chiều ngày 31 tháng 10 thì cái niềm tin về cái việc mà đối tượng nó lại càng rõ hơn. Ngày đêm thu thập thông tin, mở rộng điều tra, đặc biệt chú trọng vào các chi tiết, tình tiết tại hiện trường và sự xuất hiện của đối tượng trùng khớp với những chứng cứ thu thập được tại hiện trường, nên toàn cảnh bức tranh càng được rõ nét. Mặc dù sau những chặng đường dài, phương tiện đi lại khó khăn, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn và nhiều giờ căng thẳng mệt mỏi trôi qua, cuối cùng sự nỗ lực của các anh cũng được đền đáp. Sau hơn 4 ngày xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp cặp tình nhân này. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, đầu năm 2000, Lan có yêu anh Nguyễn Văn Viện. Thời gian yêu nhau, Lan đã nhiều lần về chơi tại nhà của anh ở Sóc Sơn và anh Viện cũng đã nhiều lần lên gia đình của Lan ở Thái Nguyên chơi. Đến cuối năm 2000, do công việc không ổn định nên hai người chia tay. Lan buồn chán bỏ về quê ở Thái Nguyên. Sau đó anh Viện cũng lập gia đình và có con với chị Trần Thị Nhà. Đầu năm 2003, Lan có quan hệ yêu đương với Ngô Mạnh Hùng. Hai người chung sống tại nhà Hùng.
Quá trình quan hệ với Lan, Hùng biết thỉnh thoảng Lan và Viện vẫn còn liên lạc với nhau. Do có tính ghen tuông, Hùng thường xuyên sợ tình cảm cũ giữa Lan và Viện sẽ cản trở mình. Vì vậy, Hùng đã yêu cầu Lan cho mình biết số điện thoại cơ quan và nơi làm việc của anh Viện. Tháng 3 năm 2003, Hùng đã điện thoại đến số máy của cơ quan anh Viện để hỏi anh Viện về mối quan hệ tình cảm giữa anh và chị Lan. Trong khi đàm thoại, anh Viện và Hùng đã xảy ra cãi vã, dùng những lời lẽ thiếu văn hóa. Hùng cho rằng Viện đã xúc phạm đến danh dự của Hùng, vì thế Hùng đã nảy sinh ý định trả thù Viện. Sau đó, Hùng đã thông báo cho Lan biết việc gọi điện nói chuyện với Viện và anh Viện đã xúc phạm danh dự của Hùng và Lan. Lan cho rằng Viện không hề yêu cô mà chỉ lợi dụng tình cảm nên đồng ý với Hùng sẽ tổ chức để giết kẻ bạc tình. Để chuẩn bị cho hành vi giết anh Viện, vào tháng 9 năm 2003, Hùng và Lan đã đi từ Bắc Cạn về Sóc Sơn, Hà Nội. Xác định được chỗ ở chính xác của Hùng và Lan, bàn bạc mua thuốc để chế tạo một quả mìn. Để có được thuốc nổ, giữa tháng 10 năm 2003, Hùng đã tìm gặp Phạm Thế, người quen của Hùng, nhờ tìm mua thuốc nổ. Khi gặp Duyên, Hùng nói với Duyên mua thuốc nổ để khai thác đá, nên Duyên đã đồng ý giúp. Qua môi giới của Duyên, Hùng mua của Tính 8 thỏi thuốc nổ, loại Anomit. Duyên và Hùng tìm đến Nông Thị Thiên để mua 10 kiếp điện với giá 40.000 đồng. Khi có đầy đủ vật liệu, ngày 29 tháng 10 năm 2003, Hùng và Lan đã chế tạo mìn tại nhà của mình. Núp dưới hình thức chiếc đài bán dẫn, chỉ cần vặn núm volume của đài thì chiếc đài sẽ phát nổ. Lúc đầu Lan còn do dự, nhưng sau nhiều lần Hùng nói đi nói lại và để chứng minh tình yêu của mình đối với Hùng, Lan đã đồng ý. Quả mìn được đặt trong chiếc radio rồi cho vào một hộp cắt tông, dán một tờ giấy như hình hộp quà. Ở ngoài ghi nhờ anh Viện sửa giúp. Hùng lấy xe máy chở Lan ngồi đằng sau mang hộp quà đến nhà anh Viện. Gần đến nơi, Hùng đổ xe để Lan chờ bên ngoài, rồi mang theo quả mìn vào nhà anh Viện. Hùng đưa gói quà cho chị nhà. Chị nhà đã nhận gói quà mà không nghi ngờ gì. Sau đó, Hùng cùng Lan trở về Thái Nguyên đi làm bình thường. Tại nhà anh Viện khoảng 17 giờ 40 phút tối, chị nhà đưa cái hộp cho anh Nguyễn Văn Thắng, em trai của anh Viện, xem. Do không biết, anh Thắng đã mở chiếc hộp vặn công tắc trên đài. Ngay lập tức, quả mìn đã phát nổ. Cho rằng hành vi của mình không thể bại lộ do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên Hùng và Lan không nghĩ đến việc bỏ trốn. Chỉ đến khi công an ập vào bắt thì cả hai mới bàng hoàng. Thời gian đầu, sự ngoan cố của các đối tượng gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Cho đến khi những chứng cứ chính xác được đưa ra thì các đối tượng này mới cúi đầu nhận tội. Hùng thừa nhận đã thực hiện kế hoạch sát hại anh Viện để trả thù. Ngày 29 tháng 6 năm 2004, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo. Từ sự ghen tuông mù quáng đã nảy sinh hành động đê hèn, nuôi ý định giết người trả thù. Ngô Mạnh Hùng, kẻ chủ mưu của vụ án, đã phải nhận mức án cao nhất là tử hình. Bị cáo Lại Thị Kiều Lan nhận mức án chung thân. Phạm Thế Duyên, Hoàng Văn Tính và Nông Thị Thiên với tội danh mua bán trái phép vật liệu nổ, gián tiếp gây ra hậu quả, lĩnh mức án 15 năm tù. Ngoài án phạt tù, hội đồng xét xử cũng yêu cầu bị cáo Hùng và Lan phải có trách nhiệm cấp dưỡng đến suốt đời cho nạn nhân Nguyễn Văn Thơ,
người duy nhất sống sót sau vụ nổ nhưng bị tổn hại sức khỏe đến 94%. Chúng tôi tìm gặp em Nguyễn Văn Thơ ở thôn Kim Hạ, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Vụ nổ khiến em Thơ bị mù cả hai mắt và trên người đầy thương tật. Bố của em là ông Nguyễn Văn Trọng thì đang bị ung thư, khiến cho công việc của cả nhà đổ dồn đến đôi vai gầy của bà Nguyễn Thị Xính. Ngôi nhà siêu vẹo, tối tăm và rách rưới nằm không xa Hà Nội, khiến chúng tôi không khỏi đau buồn. Bà Xính đã khóc nhiều vì thương con, thương chồng và thương chính bản thân của mình, nhưng phải cố gắng gượng để mưu sinh. Sau nhiều năm, vụ nổ vẫn làm cho em Thơ chưa thể quên được. Thế hôm đấy là vào chiều thứ 6, thì em vẫn đi học. Mấy em học chiều, là cái đối tượng gửi quà lại em. Sau khi về học ấy, thì em được biết là chị dâu là chị Nhàn của anh Viện ấy, có kể là lúc tầm 2:30 đến 3 giờ chiều có một người đàn ông vào gửi hộp quà. Chị cũng bảo là chị cứ thấy sợ sợ. Sau bọn em với anh Thắng là em trai của anh Viện, thì mấy bảo thế, thì đâu sau bỏ ra cho mấy chị em xem nó là cái gì mà chị bị sợ. Thì hôm đấy là nó là thứ 6, mà đáng nhẽ ra là thứ 6 thì anh Thắng anh cũng về nhà, nhưng mà tại vì là bọn em có thuê một cái phòng trọ bên cạnh để hai anh em dọn sang đấy ở. Hôm đấy là dọn cái nhà đấy xong rồi, bắt đầu chị Nhàn mới về phòng. Em thì ra chợ, ra đầu ngõ mua thức ăn. Về em cấm nồi cơm xong, bắt đầu em ra đứng như thấy hai anh chị đang mở hộp, em chạy ra em ngồi xuống em xem cùng. Thế thì mở ra thì có một cái hộp, nó bên trong dựng cái đài to bằng cái hòn gạch lục ấy. Thế thì trong cái đài nó có dán cái tờ giấy ở bên ngoài đài này, nó ghi hẳn cái chữ là Viện ơi chữa cho tao cái đài, sáng mai tao lấy. Nó ghi tên là anh Bình. Thế xong đọc xong rồi đấy thì em không biết một cái gì hết. Nửa tháng sau em gọi là hơi tỉnh lại, hơi biết một chút, nhưng mà vẫn cứ mê sảng. Một tháng sau em mới nhớ lại cái sự việc nó diễn ra. Vì những lý do riêng mà anh Viện không xuất hiện trong chương trình này, chúng tôi chia sẻ với nỗi đau của anh và gia đình. Hy vọng thời gian sẽ làm lành dần vết thương trong trái tim của anh. Hơn chục năm đã qua đi, hiện tại Lại Thị Kiều Lan vẫn đang phải trả giá cho tội ác của mình đã gây ra. Nếu không phải vướng vào vòng lao lý, có lẽ Lan cũng đã có một gia đình nhỏ, yên ấm, hạnh phúc. Điều mà bản thân Lan và gia đình vẫn mong ước. Chỉ vì một chữ tình mà Lan đã tự đẩy số phận của mình vào bi thương, không lối thoát. Tội ác của Lan và đồng bọn rất đáng lên án. Những hành vi mất hết tính người và hết sức đê hèn. Sau sự việc xảy ra thì tôi rất là ân hận. Tôi biết là cái tổn thất gây ra cho gia đình nạn nhân là rất là lớn. Tôi biết là chia buồn cùng gia đình nạn nhân, mong nạn nhân đã tha thứ những lỗi lầm của tôi đã gây ra. Phạm nhân Lại Thị Kiều Lan năm 2003 thì xuống trại Xuân Nguyên để thi hành cái bản án chung thân của mình. Thì khi mới đến trại đấy thì cái tư tưởng của phạm nhân Lan là rất là nặng nề về ám ảnh với cái hành vi phạm tội của bản thân gây ra, đã để cho hậu quả là 3 người chết và một bé thơ là bị thương tích rất là nặng 94%. Thì nói chung là cái tư tưởng thì chưa ổn định, chưa xác định rõ.
nên là rất là dầu dĩ. Và sau một thời gian ấy, thì được sự quan tâm của ban giám thị, hội đồng cán bộ và cán bộ quản giáo hàng ngày gần gũi động viên, thì Phạm Nhân Lan cũng đã xác định lại tư tưởng và có cái hướng cải tạo. Thế sau 11 năm cải tạo thì Phạm Nhân Lan luôn luôn được xếp loại cải tạo khá, là một trong những cái phạm nhân mà điển hình của đội, luôn luôn là chấp hành tốt 4 tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù và 15 điều nội quy trại giam. Trong phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lan đã từng khóc mà nói: với cái án tù chung thân, chẳng biết đến bao giờ cô mới về nhà để gặp lại cha mẹ già yếu. Sau tất cả những bi kịch xảy ra, Lan giờ chẳng còn dám mong tới một hạnh phúc của riêng mình, chỉ mong cải tạo cho tốt để sớm được trở về với gia đình, sống thanh thản quãng đời còn lại.